Tâm có
không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phốn lành cao thượng, những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phốn lành cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên vào thoáng mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khema thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 8, quý vị đợi chút nha, năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là trường bộ kinh bài số 34, kinh thập thượng, bốn pháp có thể nhập Quán Triệt 4.7, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ. Thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Lăng Nghiêm Nguyệt Cơ phát bài lên đi, Lăng Nghiêm Nguyệt Cơ. Kinh thập thượng, Đa Sutta 4.7, bốn pháp khó thể nhập Quán Triệt. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Quý vị đợi chút nha. Đang nhân người thẩm chịu phát bài, tôi đọc ở trong chánh kinh nha quý vị, chậm chút xíu. Thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Bốn định, xả phần định, ỷ phần định, thắng phần định, quyết trạch phần định, đó rất khó thể nhập. Chú thích sau đây
trích từ kho tàng Pháp học Pháp sư Giới Giác Giới biên soạn Bốn Pháp khó thể nhập. Đây là bốn loại định: thối phần định, tức là thiền định mà không toàn hảo, định ấy làm thành cảnh phiền não cho tâm, làm cho hành giả bị thối thất, bị tổn giảm, như người đắc sơ thiền sau khi xuất thiền, bị dục tưởng chi phối, tham luyến với thiền định đã chứng, đó gọi là thối phần định. Trụ phần định tức là trạng thái thiền định bế tắc, không thối giảm cũng không tiến triển. Những vị hành giả chứng sơ thiền, thấy sơ thiền là thanh tịnh, tinh lương rồi hoan hỷ, thỏa thích nên dừng lại ở đó, không tiến triển cũng không thối giảm. Đây gọi là trụ phần định. Thắng phần định là thiền định làm cơ sở cho sanh khởi bậc thiền cao hơn, như vị hành giả chứng sơ thiền rồi tác ý đến nhị thiền vô tầm, và vô tầm là thanh tịnh tinh lương, lấy đó làm cảnh gia, cảnh tác ý tưởng vô tầm, nên khi xuất sơ thiền thì bị chứng nhị thiền. Vì định sơ thiền ấy mà nền tảng đắc chứng nhị thiền cao hơn, thù thắng hơn, nên gọi đó là thắng phần định. Quyết trạch phần định là thiền định làm cơ sở đắc chứng thánh đạo, như vị hành giả đắc sơ thiền xuất thiền an trú với tuệ quán yếm ly, nhàm chán chi thiền vẫn bị hoại, tác ý đến trạng thái ly tham tịch định, tịch tịnh niết bàn. Nhờ vậy mà chứng thánh đạo. Do đó định sơ thiền này được gọi là quyết trạch phần định. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh. Bây giờ không, quý vị hình như là dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu cầm mic. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tịnh Văn Điện Đức Phật. Kính bạch Chư Tổ Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày giảng của Đại Đức Phật Tính. Như Đại Đức Phật Tính hồi chiều có điện báo cho chúng tôi biết là Đại Đức Phật Tính bận công việc, vì lý do thờ mẫu bị bệnh nên phải đưa vào trong bệnh viện, nhờ chúng tôi giảng dựng cho bài học ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đi khuyết để giảng bài học này. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về bốn pháp khó thể nhập. Trong bốn pháp khó thể nhập đó,
nói đến là hà na Phật giác Samadhi là định trụ Phật. Gia định là thối Phật. Thì thi Phật giác Samadhi là định trụ Phật. Vì sự sát Phật giác Samadhi là định tám Phật. Và thứ tư là niết vị thác Phật giác Samadhi là quyết định Phật. Ở đây chúng tôi không hiểu sao trong cái bản dịch của bài kinh thập thường của chú này hai năng Phật giá Samadhi và lại dịch là xả Phật định. Thì trí Phật giá Samadhi đi dịch là chỉ Phật định thì cũng có thể tạm được chỉ, tức là ngưng lại. Nhưng mà ở đây có nghĩa là trụ lại, không có tiến thêm. Còn thắng phần định là định mà có cái tính thù thắng, làm nền tảng cao hơn. Và quyết định phần định đi về tha Phật giá Samadhi thì đến này nó lại là nền tảng cho việc đặt đầu quả. Ở đây cứ mỗi một bậc thiền, mỗi một bậc thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều có bốn khía cạnh. Mỗi bậc thiền đều có bốn khía cạnh. Thiền đó là định, Appana Samadhi là an chỉ định. Nhưng mà định này nó có bốn khía cạnh là thối phần, trụ phần, thắng phần, quyết định phần. Khi mà nói đến thối phần định thì chúng ta cũng phải hiểu qua những cái tắc ý tưởng mà làm cho định bị thối phần, rơi vào cái tình trạng thối phần. Ở đây trong bộ phân tích tạng biện pháp Abhidhamma Pitaka Vipanga có nói đến những cái tác ý tưởng làm cho định trở thành thối phần. Trước hết tác ý tưởng câu hữu dục kamma sangata sanya manasikara, tác ý tưởng này đối lập với định sơ thiền làm cho định sơ thiền giữ Phật thối giảm. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu là định sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Cho nên nếu mà vị hành giả
mà đắc sơ thiền rồi ở vị đó còn khởi lên cái tác ý câu thử với dục, chữ cầm á ở đây tức là cái tham dục, thì như vậy sẽ làm cho định sơ thiền nó bị thối giảm. Cho nên tác ý tưởng câu của dục nó làm cho sơ thiền trở thành định thối phật. Thứ hai, gọi tác ý tưởng câu hữu tâm với tất cả sa gata ta sanya manisikara. Cái tác ý tưởng này nó đối lập với định nhị thiền, làm cho định nhị thiền diễn phần thấu giác. Vì trạng thái nhị thiền là cái trạng thái vô tầm, bỏ tầm. Nếu mà nói theo cái hệ bốn thiền của kinh tạng thì nhị thiền ở đây là bỏ tầm tướng mới đắc được nhị thiền. Mà khi vị hành giả còn cái tác ý tưởng câu hữu tâm, còn cái tưởng câu hữu tâm thì sẽ làm cho định nhị thiền giữ phần thối giảm. Chúng ta phải hiểu nhỉ. Thứ ba là tác ý tưởng câu hữu ý, gọi là Pichisangata Sanya Manasikara. Tác ý tưởng này là cái trạng thái đối lập với định tam thiền, bởi vì tam thiền là ly hỷ, chỉ có trú lạc thôi, ly hỷ. Mà nếu như tác ý tưởng câu hữu hỷ thì ở đây nó sẽ làm cho cái định tam thiền rơi vào cái tình trạng gọi là định thối phật. Chúng ta phải hiểu vậy. Thứ tư là tác ý tưởng câu hữu là Sukhasangata Sanya Manisikara, là cái trạng thái đối lập với định tứ thiền. Vì tứ thiền sắc giới, nếu mà nói theo hệ bốn thiền, tứ thiền sắc giới này là chỉ còn có sẵn và định thôi. Cho nên cái tác ý tưởng mà con hữu lạc xuất khác thì đó là cái tác ý tưởng làm cho định tứ thiền nó dự phật thấu giảm. Chúng ta phải hiểu thứ lớp từng bậc như vậy. Thứ năm gọi là tác ý tưởng câu hữu sắc, gọi là rupa sahagata sanya manasikara, là đối lập với định không vô vi xứ. Bắt đầu từ cái thiền không vô vi xứ là thiền vô sắc, là vượt khỏi sắc tưởng. Ly trước ngày tưởng, cho nên những cái tư tưởng một cuộc liên hệ với sắc thì nó là đối lập với định không có vi xứ, nó sẽ làm cho cái định không có vi xứ nó giữ phần thối giảm. Thứ sáu là tác ý tưởng không hưởng không có vi xứ,
akasan nanja chetana sangata sanya manisikara là cái trạng thái đối lập với định thức vi sự. Bởi vì thiền thức vô vi xứ tức là bỏ, tức là vượt qua cái không vô vi xứ mới chứng được thức vô vi xứ. Cho nên một vị mà đắc được thức vô vi xứ rồi mà còn có các ý tưởng không hữu không vô vi xứ thì các ý tưởng này nó làm cho định thức vô vi xứ diệt phần thấu giải. Còn thứ bảy đó, các ý tưởng không hữu thức của vi xứ vinya nanja cetana sagata sanya manasikara là đối lập với định vô sở hữu xứ. Cái trạng thái các ý tưởng không hữu thức của vi xứ này nó sẽ làm cho định vô sở hữu xứ thấu giải. Cho nên nếu mỗi một bậc thiền mà còn có những các ý tưởng liên hệ đến cái pháp đối nghịch với cái trạng thái thiền chứng hiện tại đó, thì cái thiền chứng hiện tại đó nó trở thành thấu giảm. Thì trường hợp này được gọi là định thói phần định hay là định thói phần. Bây giờ chúng ta lại nói đến định trụ phần. Cái định trụ phần ở đây là trạng thái thiền định mà bị bế tắc, nó không thấu giảm cũng như không có tiến triển. Một vị đã đặt sơ thiền, thí dụ vậy, vị đó mặc dù không có tác ý tưởng câu hữu dục nhưng mà vị này không có tác ý tưởng câu hữu vô tầm, cho nên cái định nó bị bế tắc, nó không có tiến triển. Nó dừng lại ở đó. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, một vị hành giả chứng sơ thiền, vị đó quan hệ thỏa thích trong sơ thiền, vị thấy sơ thiền là thanh tịnh tinh lương, do cái sự quan hệ thỏa thích dừng lại ở đó nên định này được gọi là trụ phần định, thi ký phản giác Samadhi. Cũng vậy, đối với thiền khác như nhị thiền, vì đó có sự quan hỷ trong nhị thiền rồi dừng lại ở đó, mặc dù không có tác ý tưởng câu hành hỷ nhưng mà vị này không có tác ý tưởng cao hơn để làm cái nền tảng cho cái thiền chứng cao hơn. Thì tất cả mỗi cái pháp thiền nào
Và sau khi đã chứng đắc rồi mà vị đó bị dừng lại, thì cái trường hợp này được gọi là trụ phần định. Ở đây có những trường hợp chẳng hạn như vị khu về Devadatta, Đức Phật thầy dạy các ngài nói như khác thì theo rằng do Devadatta dừng lại nửa chừng những gì đã chứng đạt, không có chịu tiến lên, không có chịu tiến quá cao hơn, cho nên mới sinh ra những cái tương tự chống đấu Như Lai và đi đến chỗ hư thiền ngoại thông. Cho nên lúc ban đầu một vị hành giả tu tập chứng thiền, vì đó có những tư tưởng làm cho định này bị trụ lại, đình chỉ lại, thì từ cái chỗ mà trụ lại không có tiến bộ thêm nữa, mới bắt đầu có những cái tư tưởng, có những tác ý tưởng mà nó làm cho định nó bị thối giãn. Thành ra giữa cái thiền, giữa cái định và định trụ phần với định thối phần, nó có cái sự liên quan với nhau. Cũng giống như một người học trò và khi đã dừng lại như vậy thì nó có nguy cơ là nó bị thối thất, nó bị thối lùi. Còn nói chi là cái người học trò mà khi đã đạt đến cái sở học như vậy, thi điểm như vậy, nhưng mà người đó lại ham mê nghĩ đến cái chuyện cấp cua, bỏ tiết học, bỏ giờ học để đi chơi, thì như vậy chẳng bao lâu là bị thua sút người khác, là bắt đầu cái sự học nó bị thối giãn. Cái việc tu thiền quý vị, bởi vì pháp thiền hiện thế nó chưa phải là cái pháp siêu thế, cho nên rất dễ bị tổn thương nếu như vị hành giả không có cái tác ý tưởng cao hơn, thì như vậy sẽ đi đến cái chỗ đứng khựng lại và bị thối giãn. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái loại định thứ ba được gọi là thắng phần định, Visesatthapiya Samadhi, tức là thiền định làm cơ sở cho sanh khởi bậc thiện cao hơn. Nhưng
như vị hành giả chứng sơ thiền tác ý đến, tưởng vô tầm là thanh tịnh tinh lương, lấy đó làm cảnh. Nên khi xuất sơ thiền thì chứng nhị thiền, vì sơ thiền ấy làm nền tảng cho chứng đắc nhị thiền cao hơn, thù thắng hơn, nên gọi là thắng phần đề. Ở đây những cái tác ý tưởng mà giúp cho định trở thành thắng phần định đó, thiền trở thành thắng phần định. Chúng ta có những cái tác ý tưởng này cũng trong bộ phân tích quy phân khác của tạng diệu pháp có nói đến. Một là tác ý tưởng câu hữu vô tập ở tất cả sahagata sanya manasikara, tức là đối với vị một vị đã đắc sơ thiền thì cái tác ý tưởng câu hữu vô tầm đối với vị ấy là chất xúc tác giúp cho vị đó tiến đắc được vị thiền. Cũng giống như một người họ học xong tiểu học, họ lại có cái sự hoài bão bước lên trung học, thế là sau khi họ học xong tiểu học bằng một cách để họ thi đậu vào trung học, rồi bắt đầu họ học từng lớp từng lớp, rồi khi học được ở trung cấp họ có cái hoài bão sau khi đã hoàn tất cái trung cấp, cái trung học thì họ sẽ đi đến đại học. Cứ mỗi lần đạt được cái họ nghĩ đến cái mức độ cao hơn và họ tiến đến, lấy đó là chất xúc tác. Thì như vậy tác ý tưởng câu hữu vô tầm thì nó là chất xúc tác giúp cho tiến đắc được vị thiền. Cho nên định sơ thiền có tác ý tưởng câu hữu vô tầm thì định nó trở thành thắng phần định. Thứ hai là tác ý tưởng câu hữu xả Upekkha Sahagata Sanya Manasikara, là có đối với vị đã đắc vị thiền thì tác ý tưởng ấy là chất xúc tác để giúp cho vị đã tiến đắc được tâm thiền. Bởi vì tâm thiền ở trong kinh nói là trạng thái mà bậc thánh gọi là xả niệm đạt trú, văn tăng Ariya Ajikhanti Upekkha Santima Sukhavihari Tati Yang, trạng thái sơ thiền. Cho nên là vị đắc được vị thiền, vị đó có cái tác ý tưởng có hữu sẵn thì lúc thì bây giờ gọi định vị thiền này là thắng phần định, bởi vì nó là cái bàn đạp để bước lên, cái bậc cấp để bước lên tiến đắc tam thiền. Thứ ba, tác ý tưởng câu hữu phi phổ phi lạc hay đúng các mắt xuất khác sahagata sanya manasikara, là đối với vị đã đắc tam thiền thì cái tác ý tưởng câu hữu phi khổ phi lạc là chất xúc tác cho định tâm thiền tiến đắc được tứ thiền. Cho nên hễ mà định tam thiền
và có tắc ý tưởng không hữu phi khổ phi lạc, thì cái định tâm thiền đó gọi là thắng phần định để tiến đắc được tứ thiền. Lại nữa, tắc ý tưởng không hữu không vô biên sự akasananja yatanasangata sanyamanasikara, đối với vị đã đắc được tứ thiền hay ngũ thiền sắc giới, sau đó vị này có tác ý tưởng đến không hữu hư không là không không bờ mé, không giới hạn, thì cái tác ý tưởng đó đó là chất xúc tác cho cái định tứ thiền sắc giới tiến đắc được thiện không vô vi xứ là vô sắc giới. Và tiếp đến, đối với một vị mà đã đắc được thiện không vô vi xứ mà nếu vị này có được tác ý tưởng câu hữu thức vô vi xứ thì định đó nó trở thành thắng phần định, vì nó là chất xúc tác cho tiến đắc được cái thiền thức vô vi xứ. Mà một vị đã đắc được thiền thức vô vi xứ rồi, vị này có tác ý tưởng câu hữu vô sở hữu xứ thì nó là một loại định thắng phần, là bởi vì nó giúp cho tiến đắc được vô sở hữu xứ. Đối với vị đã đắc thiền vô sở hữu xứ có tác ý tưởng câu hữu phi tưởng phi vi tưởng xứ thì cái định đó được gọi là định thắng phật, bởi vì định đó nó làm cái bàn đạp cho cái vị hành giả tiến đắc được thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái trạng thái tác ý tưởng nào làm cho định này nó ô nhiễm, bị thối thất, thì khi mà vị đó đắc được thiền đó và có cái tư tưởng đó thì như vậy định này nó trở thành thối phật. Còn quan hỷ với thiền mà đang đắc rồi dừng lại, quan hỷ không có tiến lên thì như vậy gọi là trụ phật. Nhưng mà hễ đắc thiền thấp mà vị đó có cái hoài bão, có cái tác ý tưởng, cái trạng thái cao hơn thì nó sẽ tiến đắc. Hồi đó đó thưa quý vị, khi chúng tôi còn nhỏ đó thì thân phụ chúng tôi chỉ dạy cho cách này, nhưng thành ra trong huynh đệ chúng tôi, như chúng tôi thường thời gian tắm, là khi mà tự trường lại mà đi lớp cao hơn thì chúng tôi không có bị ngại ngùng những cái môn như là môn toán, môn sử, là tại vì khi mà mới có học cái lớp này, đến nghỉ hè chuẩn bị qua lớp qua hè lên cái lớp cao hơn thì ở nhà thân phụ dạy trước cho cái toán ở cái trình độ cái lớp kế tiếp, cứ học gối đầu như vậy. Cho nên khi mà đi vào bước lên lớp rồi thì cái lớp cao hơn thì mình không có gì phải ngại ngùng hay là mình bị lo sợ, hoặc là mình bị
cảm thấy khó khăn rồi chán nản, nghĩa là lúc đầu mình cũng có cái gì đã chuẩn bị sẵn. Cũng như các vị mà tu thiền định đó, thì các vị tu thiền định của vị hãy đắc được thiền này, muốn thiền này định này nó trở thành thắng phật thì định này thiền này nó phải có tác ý tưởng cao hơn, có tác ý tưởng cao hơn. Và chính nhờ cái tác ý tưởng cao hơn đó giúp cho định này tiến đắc đến cái thiền cao hơn, như vậy gọi là thắng phật. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái loại định thứ tư, cái loại định thứ tư gọi là quyết trạch phần, định quyết trạch phần, tức là định mà có khả năng dẫn tới cái tưởng yểm ly, dẫn đến cái tưởng yểm ly. Đắc được sơ thiền, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, ngũ định, hay là định sắc giới, định vô sắc giới. Khi mà đắc được định đó rồi đó, thì vị hành giả có tác ý tưởng khâu hữu yểm ly, hướng đến ly tham, được thể hiện Nipida Sahagata Sanya Manisikara Niragu Pasanhita Samudha Charati. Thì định đó nó là yếu tố giúp cho thành tựu tuệ quán chứng thánh đạo. Thì như vậy đây được gọi là quyết trạch thành định. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này: đối với những vị ẩn sĩ, những vị đạo sĩ, họ tu thiền chỉ, họ có thể đắc được định, có khi là thối phần định, có khi là trụ phần định. Nhưng mà cũng có những vị đạo sĩ hay ẩn sĩ trong rừng sâu, họ tu tập thắng phần định, tức là họ tiến đạt đến từ sơ thiền dần dần cho đến phi tử thiên, tử sư thiền, rồi họ sanh được vào phạm thiên thôi tới đó. Nhưng mà quyết trạch phần định thì không có, đối với những hạng này chỉ có những cái vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, là những vị này tu tập sau khi chứng đắc được các loại định mà liên hệ đến đó, thì chỉ Samatha Tapana, thì định đó hướng tâm đến cái sự biến ly, hướng tâm đến cái sự ly tham. Đó nó là như là kinh Sa Môn Quả chẳng hạn, hay là những cái bài kinh mà có liên quan đến thiền định và đến cái quy trình, cái quá trình tu tập, như là ở bài kinh Mã Đại Kinh vân vân. Đức Phật này có nói đến một vị tỳ kheo, lúc ban đầu của ông vị đó thu thúc ở trong giới bổn Ba La Đề Một Xoa, vị này phòng hộ giới thọ trì, rồi vị đó thu thúc môn quyền, tức là thu thúc các căn, rồi vị đó sống
tiết độ ẩm thực, vị đó sống tỉnh thức, rồi vị đó diệt trừ năm thiền cái, là do cái trạng thái ly dục, vị đó đạt được sơ thiền, là bỏ tầm tứ, vị đó chứng đạt được nhị thiền, ly hỷ trú lạc, vị đó chứng được tam thiền, rồi bỏ khổ bỏ lạc, sản những thanh tịnh, vị đó chứng được cái trạng thái tứ thiền. Rồi khi tâm đã thuần thục, nhu nhuyễn, dễ sử dụng như vậy, vị đó mới hướng đến cái sự đoạn trừ các cái lòng hoặc, và vị này tiến đến thánh đạo thánh quả và đạt được cái trạng thái tuệ giải thoát. Thì như vậy, ở cái giai đoạn mà từ thiền định và tiến đạt đến đạo quả, thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn nhờ định hiệp thế là cái yếu tố giúp cho thành tựu được tuệ quán. Thì cái định hiệp thế đó được gọi là quyết trạch phương định, gọi là quyết trạch phương định. Còn ví dụ như một người học trò, một người mà họ bắt đầu học tiểu học, rồi họ có hoài bão, họ tiến đến trung học, rồi học hết trung học, họ có hoài bão tiến học lên đến đại học, học đại học xong rồi họ có hoài bão, họ chọn cái ngành nghề và họ đeo đuổi cái ngành nghề đó như là kỹ sư bác sĩ. Sau khi họ thành tựu được cái pháp kỹ sư bác sĩ, rồi họ không phải dừng lại ở đó, mà nhờ cái trình độ kỹ sư bác sĩ này mà họ bắt đầu hướng đến cái việc mà làm trong cái ngành xây dựng, hay là làm trong cái ngành y khoa chẳng hạn, rồi bắt đầu họ thành tựu được cái sự nghiệp, họ có cái cuộc sống ổn định, chứ không phải là chỉ học xong rồi sau đó đạt đến đỉnh cao của cái sở học rồi dừng lại rồi bỏ đi. Không phải vậy. Những người mà họ tu thiền, sau khi đã đắc thiền và đạt đến thiền cao nhất ở trong thiền thế là vi tưởng xứ, nếu mà họ dừng lại ở đây đó, họ không có tiến cao hơn, thì như vậy họ chỉ là đạt đến thắng phần định thôi. Còn khi một người họ đắc được cái thiền cao như vậy, bắt đầu họ khởi lên cái tâm nhàm chán, rồi hướng đến cái sự yểm ly ly tham, và hướng đến cái tuệ quán, họ chứng đắc được đạo quả, thì cái này gọi là quyết trạch phương định. Đây là những cái ý ta phải hiểu được qua cái ý nghĩa này. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền định, chúng ta nhớ cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về ví dụ lỗ cây. Một người mà một vị đi xuất gia, vị này thành tựu được cái lợi đắc cung kính, rồi nó dừng lại đam mê trong cái lợi đắc cung kính, trở thành tự tán nghĩ tha, thì người này Đức Phật gọi là người đã không có tìm được cái lỗ cây của chánh pháp. Cũng giống như một người
có ý muốn đi tìm cái lỗi cây, nhưng mà họ đến một cái cổ cây to trong rừng, họ chặt nhánh và lá đem về. Còn cái hạng thứ hai, họ nhàm chán, họ bỏ được cái lợi đất cung kính, nhưng mà khi họ giữ giới được trang nghiêm, được thanh tịnh, họ được cái sự an lạc do giữ giới, họ dừng lại ở đó, họ trở thành tượng tán quỷ tha, khen mình chê người vì cái giới hạnh, thì gọi là người này chỉ đạt được cái vỏ cây của chánh pháp, chứ không có đạt được cái lỗi cây. Và khi mà một vị mà không có thỏa mãn, không có tự mãn với cái giới hạnh của mình, mà vị đó vượt qua, vị đó tu chứng các thiền và đắc được các thiền định, nếu mà người này thỏa mãn với thiền định mình đã chứng, và trở thành khen mình chê người, vị này dừng lại ở đây thì ta không gọi là người đạt được lỗi cây của chánh pháp, chỉ mới đạt cái gì vỏ trong, cái vỏ trong của cây cổ thụ thôi. Có một vị xuất gia khác, khi họ xuất gia họ đắc thiền, họ không dừng lại ở đó mà họ thành tựu được cái tri kiến, họ thành tựu được chánh tri kiến, cái kiến văn của họ, họ hiểu biết đúng. Lúc bây giờ họ trở thành tự tán quỷ tha, khen mình chê người, họ dừng lại, thì dù đạt được cái chánh tri kiến thì người này cũng chưa gọi là đạt được lỗi cây của chánh pháp, mà chỉ mới có đạt được cái giác cây thôi. Chỉ có người mà sau khi vượt qua cái tri kiến hiểu biết, vị này chứng đắc được quả vị A La Hán, thì người này Đức Phật mình gọi là người đã đạt được cái lỗi cây của chánh pháp. Cũng giống như một người đi rừng, người mà biết đó, thì họ không lấy nhánh lá, họ đốn bỏ đi, họ rớt cái vỏ cây ngoài họ bỏ đi, họ rớt cái vỏ cây trong họ bỏ đi, họ đẽo cái giá cây họ bỏ đi, và cuối cùng họ lấy cái lỗi cây ở bên trong họ đem về, đem cái lỗi cây, cốt lỗi của cây nó đem về để họ khắc chạm thành cái vật quý giá vân vân. Thì cái người tu tập của chúng ta cũng vậy, mặc dù bây giờ chúng ta nói đến thiền định thôi, chúng ta đạt đến thiền định này chúng ta cũng nên cẩn thận, dù cho thiền định đó chúng ta có thể hiện tại đạt trú, nhưng mà rất có thể là chúng ta bị rơi vào cái tình trạng thối phần định, là một thời gian sau định này nó sẽ mất, do những cái tư tưởng nó liên hệ với pháp thấp thối làm cho định này nó bị tổn giảm, bị mất đi. Một người họ đạt đến cái trạng thái thiền đó, mặc dù họ không bị mất thiền, nhưng mà họ không tiến lên nữa, họ chỉ dừng lại ở chỗ sơ thiền hoặc dừng lại ở chỗ nhị thiền, thì như vậy là trụ phần định. Nhưng một người họ đắc được thiền thấp, họ có những cái tư duy, có những tưởng làm cái chất xúc tác cho cái thiền cao hơn, khi họ có được những cái chất xúc tác đó thì họ sẽ tiến bộ lên thiền cao, thì như vậy là thắng phần định. Nhưng mà cũng còn nằm ở trong cái phạm trù của pháp vị thế Rupiya Chana. Nhưng mà đối với những vị mà hữu duyên đó, những bậc mà hữu duyên với chánh pháp, thì những vị đó
sau khi đã chứng đắc được thiền nhập thế, vị đó hướng tâm đến cái sự yểm ly ly tham, nhàm chán, thấy rõ dầu cho thọ của thiền là thanh tịnh, là tinh lương, nhưng mà đó chỉ là vị ngọt của cảm thọ. Cái sự nguy hiểm của cảm thọ tức là thọ đó vẫn còn cái sự vô thường chi phối, vẫn còn rất có thể là bị trụ lại hay là bị thối giảm. Thấy được cái sự nguy hiểm đó cho nên vị này xuất ly, xuất ly cảm thọ bằng cách là vị đó ly tham nhàm chán đối với cảm thọ, dù cảm thọ thiệt. Thì khi mà vị này bỏ đi, tức là không có bị đam mê, không có bị dính mắc vào cái trạng thái thiền chính, thì vị này mới có thể tiến bộ đạt đến cái trạng thái cao là đạo quả. Đây là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bài học thì cái đề tài nó hơi khó một chút, là bởi vì chúng ta chưa có ai đắc được định, cho nên chúng ta khó có thể biết được trạng thái định trụ phần, thối phần, thắng phần như thế nào. Thứ hai nữa là chúng ta chưa có quen những cái từ ngữ được dùng xài những thuật ngữ Phật học, như là định thối phần, định trụ phần, định thắng phần, định huyết trích phần. Chúng ta chưa có quen cái từ đó, cho nên chúng ta nghe dầu nghe được giải pháp giải thích, nhưng mà chúng ta rất có thể dễ bị quên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng rằng là trong chúng ta có những người có trí tuệ có thể hiểu được cái ý nghĩa này một cách rõ ràng về cái bốn cái loại định trong bài học này. Với hơn nữa, bốn cái loại định này được gọi là Đức Phật Quý Cha Tham A, tức là pháp khó thể nhận, pháp khó thể nhận. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi điền khuyến cho lời Đức Phật Thích để giảng bài học này. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Thị điều hợp cho phần thảo luận của Nam Mô Bổn Sư nhà. Không biết là Thượng Tọa Pháp Tân, là Đức Nguyên Thông, hay bị có mặt ở trước máy không? Nếu hai vị có mặt trước máy, xin hai vị chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta tham dự cái phần thảo luận. Ồ, để Đức Nguyên Thông có mặt trước máy, xả thử. Ồ, để Đức Pháp Tân không biết có mặt hay không. Xin thỉnh Thượng Tọa Đẳng, Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thân Thượng Tọa Thủy Sư. Mà Thượng Tọa Thủy Sư có một điều, có số người không để ý, nhưng mà nếu mà một người hiểu chuyện thì thấy nó rất là kỳ. Là ví dụ như Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa là có chứng đắc tứ thiền mà lại có thần thông này. Chúng ta biết tứ thiền thì là trạng thái tâm rất là cao siêu mà là luyện được thần thông được, mà lại có thể khởi tâm ham muốn danh lợi. Hay là trong câu chuyện tiền thân là cái Bồ Tát mà đang bay trên hư không, mình nhìn thấy hoàng hậu đang tắm thì khởi sanh phiền não, đức thiệt, đức thông, loại thần thông. Thì cái chuyện đó, cái người đời họ nghe không có vấn đề gì, nhưng mà đối với chúng ta và học Phật Pháp thì rất là khó hiểu, là bởi vì sao? Một cái vị đó, sơ thiền đó là đã không còn, đã vượt khỏi cái chi phối của năm triền cái rồi, nói chi đến một vị mà đắc đức xã và định. Thì nếu mà giải thích thì Đại sư giải thích thế nào, tại sao những vị luyện thành đắc tứ thiền rồi mà luyện được thần thông mà lại bị thối thất ở trong với những nguyên nhân tầm thường như vậy?
thì xin thưa tổ quan hệ trở lại. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa Phật tử. Lâu đến thì thế, thì chúng ta cũng nên biết rằng là cái pháp hiện thế nó vẫn còn là kile sakilesika thamma, tức là cái pháp cảnh phiền não, mặc dù asankilitha tức là pháp phi phiền toái, nhưng mà vẫn còn là cảnh phiền não. Thứ hai nữa đó, là đối với một cái vị mà đắc thiền, trừ khi là thiền tố của vị A-la-hán, một vị A-la-hán ngài tu thiền chỉ để chứng đắc được cái Chanakriya, tức là cái thiền tố, thì cái tâm thiền tố này là được tu chứng bởi một cái vị đã đoạn tuyệt phiền não, cho nên không có bị ô nhiễm. Còn dư kẻ phàm phu, phàm tâm nhân, họ đắc được thiền hiện thế, nhưng mà vì họ chưa có đoạn tuyệt được phiền não, cho nên cái thiền hiện thế của vị đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì không có vi xứ, chứ không vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì cái thiền chứng của vị đó, mặc dù nó là ly dục, ly bất thiện pháp, nhưng mà cái này đối với hạng phàm phu thì chỉ là chế ngự được năm triền cái tham dục sân hận vân vân, chế ngự thôi, giống như đá đè cỏ, chứ không thể nào mà một vị phàm phu mà nghe nói rằng cái vị đó như Đề Bà Đạt Đa đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, rồi chúng ta nghĩ là vị đó đã diệt dục, đã đoạn tuyệt cái sự ham muốn, đoạn tuyệt cái sự khát vọng. Không phải, chỉ là đè nén năm triền cái thôi, nhưng mà lúc nào mà lơ đễnh thì giống như cái tảng đá được lăn đi thì cỏ nó vẫn mọc ra lên. Khi mà bị nó lơ đễnh, bị nó hướng đến cái sự lợi đắc cung kính, thì lúc giờ là thiền thông nó cũng biến mất, bởi do cái phiền não bị nó chưa có đoạn tuyệt, chỉ đó chỉ tạm thời khống chế được năm triền cái, khống chế được vì não để chứng được sơ thì nhị thì tam thì tứ thì thôi, chứ không có đủ mạnh. Một cái lẽ nữa mà chúng ta cần phải hiểu rằng là ngoại trừ thánh đạo thánh quả, trí thánh đạo trí thánh quả siêu thế là mới có được cái khả năng đoạn tận phiền não, như là trí của trong tâm đạo và thấy về nhà năng,
Phật trí ở trong tâm quả sự thế gọi là Anuppādeyana, đoạn tận trí và vô sanh trí. Còn đối với cái pháp hiện thế thì dầu cho thiền chứng cái tâm định Appanna Samadhi có khởi lên, nó cũng chưa đủ khả năng để mà nó diệt trừ một cái phiền não. Ngay trong lúc đang có tâm định, đang an trú trong tâm định thì lúc đó phiền não không khởi lên thôi. Nhưng mà khi vị đó xả thiền, vị đó không đang nhập định, không đang Sanasamapati, không đang nhập định, thì lúc bây giờ tâm của vị này vẫn sử dụng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ bằng cái tâm dục giới Kamavacharacitta. Mà sử dụng bằng cái tâm dục giới như vậy đó, thì cái mãnh lực của phiền não ngủ ngầm Anusya Kamaraga, Kamaraga Anusya hay là Patika Anusya, dục tham phiền não hay là sân độc phiền não, sân độc tùy biên, dục tham tùy biên, nó vẫn bộc phát lên như thường, nó vẫn bộc phát lên như thường. Ở đây chúng ta có một ví dụ. Nếu như một cái ly nước và nước đó đã được lọc, đã được lọc bỏ cái tạp chất đó đi và đã được rót vào giờ xin quý vị Phật tử hoan hỷ chờ cho chúng tôi một chút xíu. Dường như thì tòa thiền sư đã bị gián đoạn đường truyền, thưa quý vị. Dạ, quý vị hoan hỷ chờ một chút xíu nha. Dạ. Ở trong lúc mà chờ đợi thì tòa thiền sư trở lại đó, thì xin hỏi thưa tòa Phật tử, thì tòa có ở trước máy không? Nếu thì tòa có từng đang có mặt trước máy, xin thỉnh thưa tòa quan hệ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa Học Tân, giờ vâng. Thưa tòa Học Tân, chúng ta thấy rằng ở trong tám giải thoát, bát giải thoát thì có nói rằng mình phải giải thoát khỏi sơ thiền mới thành tựu nhị thiền, giải thoát khỏi nhị thiền mới thành tựu tam thiền. Những cái thiền chứng là những cái gì mà mình đạt đến rất là khổ không, đó là một sự thành tựu rất là vi diệu. Nhưng mà để bỏ lại thiền chứng, bỏ lại cái mà mình đã khổ không đạt được, thì nếu mình muốn bỏ như vậy thì mình cần phải làm gì? Xin thỉnh thưa tòa Học Tân Quan Kỳ cho về ý kiến, ý nghĩ về điểm này.
Giờ quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tiểu Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì theo con xin góp cái ý kiến trả lời câu hỏi này. Con nghĩ rằng ở đây đã cái tiến trình tu tập của một cái vị mà chứng thiền cũng như là chứng đạo đó, quả đó, thì phải nói là rất là kỳ công. Bởi vì mình thấy rằng là cái việc chứng thiền, tâm của mình dứt bỏ được tham dục không phải là cái chuyện mà dễ. Bởi vì theo con nghĩ rằng là với người phàm phu thì từ bao lâu nay, từ luân hồi phù thủy tới giờ, quân tập những cái pháp bất thiện rất là nhiều. Cho nên là cái phiền não, những cái pháp chướng ngại, những cái cấu quế của ở nội tâm nó rất là nhiều. Cho nên để mà mình trở thành một cái vị mà đắc thiền, dù là cái người phàm mà đắc thiền cũng đã là thấy khó rồi, càng là thấy khó rồi. Ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người khi mà mình hành thiền, khi mình có nhiều người họ lầm tưởng rất là nhiều, họ nghĩ họ chứng đắc cái gì đó, hoặc là tự mình xưng mình, hoặc là mình tán tụng cho mình, hoặc là tán tụng những người khác, mà mình nói rằng là cái người đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì cái này là một cái sai lầm, cũng như là cái lầm tưởng rất là lớn, rất là lớn. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng để mà dọn tâm, để đạt được cái kiên cố định, đặc biệt là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì mình thấy rằng nó dẹp bỏ hết tất cả, phải có dẹp hết tất cả để mà đạt được cái kiên cố định. Thì những người đó qua một cái thời gian dài vừa là tu tập những cái thiện pháp khác để hỗ trợ cho cái việc đắc định cho mình, đồng thời là cái người đó họ cũng có thể rằng trao dồi cái nội tâm rất là lớn mạnh qua cái cận định, rồi đạt được cái kiên cố định, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên khi mà mình trước khi mà mình đắc được sơ thiền đó, thì chúng ta thấy rằng qua một cái thời gian dài, cái người đó cũng đã giống như là đạt được cái cận định. Bởi vì cái định này là cái định mà giống như nó còn mong manh, còn yếu ớt, tựa như là một đứa trẻ mà mới biết đi, mới chập chởn biết đi, mà té lên té xuống. Nhưng mà nhờ như vậy đó thì sau này cái đứa trẻ nó mới đầu lớn lên rồi nó mới có thể đi vững đi tốt được. Thì cũng như vậy, cái người mà đắc được sơ thiền thì chúng ta được nghe mô tả ở trong kinh, được biết mô tả ở trong kinh đó, thì một vị tỷ kheo mà ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thì phải nói rằng là cái tâm, cái phinh hướng của một người phàm phu trong cái đời sống bình thường thì họ có những cái phinh hướng của tham dục, của phiền não. Cho nên chính những cái pháp triền cái đó là những cái pháp mà che ngăn, làm cho cái nội tâm không thể định tĩnh được, không thể minh định được, không thể sáng suốt được để mà đắc định được. Cho nên là để mà đắc được sơ thiền thì cái vị hành giả đó phải dẹp cái nội tâm mình, cái tâm của mình thật sự là nó an ổn, tạm thời là không có các cái phiền não. Không có các cái phiền não, không có các cái pháp triền cái, đặc biệt là tham dục,
nên là thành tạm thời là được lắng dịu đi, thì cái người đó họ mới đặt định được. Cho nên ở đây đó, nãy giờ nghe Thường Tòa Thượng Siêu giảng về cái bài học đó, thì nghe như là một cái việc mà mình thấy rằng là như là Đề Bà Đạt Đa cũng đắc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng trải qua như vậy. Nhưng mà có những cái việc mà từ ở cái phiền não tiềm ẩn đó, nó vẫn dấy động lên từ ở nơi cái, ở trong tâm của Đề Bà Đạt Đa, thế là mất hết tất cả. Đó là một trường hợp. Thì cho nhiều nhiều cái trường hợp như vậy, cho nên cái nội tâm á, thì chúng tôi nghĩ rằng ngày nay á, là nhiều khi rồi có nhiều người thì đưa ra những cái pháp môn này hoặc là pháp môn nọ để nói là cái pháp môn này là nhất, cái pháp môn kia là cao siêu, ví dụ vậy. Chẳng qua là mình nói thôi, chứ mình cũng không có cái căn cứ gì để mà nói rằng cái này là cao siêu, cái này là nhất. Thật sự là như vậy. Cho nên tu gì tu mà nếu không có thể như là nói trong Phật Pháp đó, thì giới không có, định không có, tệ không có thì làm sao chứng đắc. Mà có tu gì thì cũng phải trải qua những cái qua cái từng bước. Cho nên là chúng con nhớ là ngày xưa đó, cái thời mà cách đây khoảng chừng gần 30 năm, 20 mấy 30 năm, có một cái cuốn sách gì đó là gọi là Tu Tắc ấy. Tu Tắc. Thì cái việc mà Tu Tắc đó thì không biết là đưa ra cái pháp môn chắc có lẽ là niệm Phật ấy. Nó là Tu Tắc. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là một trong những cái nó là nhất thời. Rồi giống như là cái việc mà mình nói cái này là nhất, cái kia là nhất vậy thôi. Cho nên là con nghĩ rằng cái đời sống tu tập thật sự ra thì mình để có những cái tâm thiện để mà nuôi dưỡng được cái thiện tâm ở trong lòng mình, tức là cái thiện pháp ở trong lòng mình phải nỗ lực rất là nhiều, bởi vì tính, tấn, niệm, định, tuệ thiếu một trong những cái năm cái đó thì cũng không thể nào mà nó thành tựu được. Cho nên là nếu một người tu thì mình qua được những cái chặng đường bước đi đó, thì mình nhìn lại đó thì thấy là rất là gian truân. Và như vậy đó thì cái bước đi đầu tiên là những cái bước đi khó, và lần lượt nếu mà chúng ta đứng lại thì rõ ràng là không có tới cái mục đích cuối cùng. Mà nếu như chúng ta thỏa mãn dậm chân tại chỗ thì chúng ta cũng không thể nào bước đến cái đích điểm cuối cùng. Chúng ta ngỡ rằng là mình đã thành tựu được cái gì rồi. Cho nên con nghĩ rằng như các vị Bồ Tát hay là các vị Thánh á, để mà chứng quả vị A-la-hán tinh văn á, thì cũng đã trải qua biết bao nhiêu kiếp tu tập pháp ba la mật, tất cả những cái thiện pháp rồi. Cho nên các ngày nay mình thấy là đắc được cái quả thánh á, thì nó cao hơn là trong kinh mô tả, giống như là cao hơn là cái vị của các vị vua, các vị vua trời. Như vậy cho nên là ở đây đó là không phải dễ mà đắc quả thánh. Nói như vậy không phải là chúng ta thấy rằng là khó đắc quả thánh quá, mà sao mà tu hoài mình tu. Thật sự ra thì nói như mà đắc dễ á, thì có lẽ là ai cũng đắc hết rồi. Và chúng ta cũng không có một cái gì để cho rằng là mình thẩm định cho cái người đó là chứng đắc hay là không chứng đắc. Rõ ràng là chừng khi nào mình cao hơn người ta thì mình có thể là biết hơn. Mình biết người ta thành tựu này, thành tựu kia. Cho nên tu chỉ mong rằng là dĩ nhiên là cái lý tưởng tu tập của mình thì cũng mong là một đến một lúc nào đó mình thành tựu
thiền định đạo quả. Nhưng mà nếu mà mình nói là mình tu thiền để cái nội tâm của mình được an tịnh, là chúng tôi nghĩ đó là điều, và mình giữ ở một cái nước bền, nước bền, giữ cái nội tâm an tịnh đó mà mình có tính tấn niệm định tuệ một cách thường xuyên, đó là điều đáng quý, điều đáng quý. Thì ở đây qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con nghĩ rằng với một cái người tu thì những cái bước đường tu đó thì phải trải qua rất là nhiều, cho nên là cái công phu tu tập của mình đòi hỏi mình phải từng bước bước như vậy để mình nhận được cái bước đi của mình qua như vậy, thì không phải là những cái bước cuối cùng, cũng không phải là cái đích điểm cuối cùng, mà mình cần phải nỗ lực rất là nhiều thì cái gì đó mới tiến xa hơn nữa trên cái con đường tu tập của mình. Thì con nghĩ rằng trong các cái công đức thiện sự đời sống hàng để mình tu tập thì cái việc đó rất là cần. Và ngay cả cái việc mà mình tu thiền để cái nội tâm của mình được an lạc, mình có được cái an lạc cũng là một cái phước lớn, nhờ những cái thiện pháp khác nó hỗ trợ mà mình đắc định được, đó là cái điều tốt. Con xin có cái ý kiến suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nha. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú cái trường Thượng Tọa Tân, khi Thượng Tọa đọc bài học ngày hôm nay thì muốn hỏi Thượng Tọa Tân là bốn cái chúng ta học hiểu là có bốn cái loại định. Có những loại định có thể thối thất, có những loại định có thể dậm chân, có những loại định có thể tiến bộ, có những loại định có thể thắp sáng tự giác, hay là bốn cái khả tính của định. Điều này có nghĩa là bốn khả tính này có thể xảy ra với bất cứ định nào, hay là đây là giống như là mình bán trái cây, ở trong một cái rổ trái cây thì có những trái có thể thối, có những trái có thể chưa chín, có những trái thái sai có thể chín, có những trái trái nó bị chín héo chẳng hạn. Thì theo Thượng Tọa ở đây nói về bốn loại định hay là bốn khả tính của định, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân Quang Hỷ trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong Đức. Con nghĩ rằng nói cái loại bốn cái phần định, gọi là thối phần định, trụ phần định, hay là thắng phần định, hay quyết trạch phần định, thì con nghĩ là thì ở trong bốn cái loại định này đó, mình thấy có những cái loại định mà nó có thể thối chuyển, rồi có những cái loại định thì phải nói rằng nó giữ ở đó, mà có những cái loại định thì làm cho mình thăng tiến, và những cái loại định mà có thể có một cái trí tuệ cao siêu để mà dẹp phá những cái chướng ngại, thì con nghĩ là nó giống như là một trong những cái mà Thượng Tọa vừa nêu khi nãy, nó giống như là những cái gì định mà ở đây được nêu đó. Thì con nghĩ rằng cái định mà được thí dụ như là mình thấy có những loại định mà mình cái khả tính á, nó giống như cái khả tính của định vậy đó, thì ở đây đó có những loại định mà mình bị còn bị thối chuyển, mặc dù định đó nhưng mà nó vẫn còn có cái sự thối chuyển đó. Thì từ nếu như một vị hành giả mà nghĩ rằng là cái đó là một cái gì đó mà mình không cần phải tiến nữa, và do vậy đó mình phải dậm chân tại chỗ, đứng lại tại chỗ, nhưng mà có những điều đó thì con nghĩ rằng ở trong định đó, thì mình thấy rằng cái đó là cái cửa mở cho mình, và cái đường đi của mình còn thăng tiến tới nữa. Vì vậy cho nên vì đó nỗ lực rồi để thành tựu bước tiến hơn tí nữa. Nhưng mà có những cái định thì nó hoàn toàn là sáng suốt, bởi vì những cái trí tuệ, những cái sự thông suốt, rồi những cái sự phá vỡ ở đây tức là đoạn tận diệt trừ những cái phiền não, để thấy rõ được những cái chân tướng của một cái
cái vị hành giả thấy rõ được những cái chân tướng của các pháp. Do vậy thì vị ấy mới hoàn toàn đạt được cái sự giải thoát. Thì con nghĩ rằng là khi một người mà chưa có đắc định thì mình cũng không biết được là như thế này thế nọ. Nhưng mà trong kinh mô tả rằng là có những cái người, những vị hành giả đạt được định như vậy, nhưng mà rồi đó là mình chỉ có khi đó là mình không giữ được như vậy được, không định giữ được như vậy được. Bởi vì nếu mà nói rằng mình không giữ được ở diện của một cái người mà tu thiền thiền chỉ đó, thì thật sự là giống như là ở trong kinh có nói đến cái câu chuyện của Đức Bồ Tát, mà mặc dù là có thần thông thắng trí như vậy, có thần thông như vậy, nhưng mà rồi đó là chỉ có khi là tâm khởi lên những cái sự nhiễm dục đó thì cũng có thể bị mất thần thông, mất hết thần thông. Nhưng mà rồi đó thì do cái sự nỗ lực rồi lấy lại những cái trạng thái như vậy nữa, để mà trở lại những cái trạng thái bình thường, là đắc định được thần thông thắng trí đó, thì chẳng bao lâu Bồ Tát Ngài cũng có thể là lấy lại được những cái trạng thái như vậy. Cái người mà có rồi bị mất rồi tìm lại nó một cách dễ hơn là cái người chưa từng có gì, bây giờ đi kìm cái đó, thì nó rõ ràng là cái công phu nó cũng rất là lớn. Nhưng mà ở đây đó là mình nói rằng ở trong những cái trạng thái của ở nội tâm, nếu mà cái trạng thái của nội tâm chưa được đầy đủ, chưa được viên mãn, thì rõ ràng là nó còn sự chuyển, và nó có thể dựng ở đó, đứng ở đó, và có những cái trạng thái ở nội tâm thì nó luôn luôn vươn tới để mà đi đến cái đích điểm cuối cùng. Thì ở đây con nghĩ rằng những cái loại định như vậy thì cái vị hành giả bước qua để mà thành tựu, thì đây là cái sự nỗ lực rất là lớn của một cái vị hành giả. Như vậy thì cái người mà đắc định á, thì sở dĩ mà đắc được một cái định cao, thì cái vị đó cũng đã trải qua những cái định ở sơ thời, sơ cấp rồi. Rồi lần lượt cái nội tâm mới có thể là dứt bỏ để có một cái định gọi là hoàn hảo được. Thì con xin có cái ý chia sẻ như vậy. Nếu có điều chi chưa đủ, chưa đúng thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ kính trân Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thượng Tọa Thượng Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Quyền đang có trước máy, xin kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu số 4. Thượng Tọa Thượng Quyền, Phật giáo Đại Thừa thường nói rằng có một cái sự dung thông giữa bi và trí, của đại bi và bát nhã đó. Xem đó là một cái gì rất là vi diệu. Nhưng mà bài học ngày hôm nay có đề cập đến một cái pháp gọi là quyết trạch phần định. Quyết trạch phần định là một vị chứng thiền Samatha, và dùng cái thiền Samatha đó, đó để làm cái đối tượng quán chiếu và vị thành tựu tùy giác. Thì đó có khi nào tôi nghĩ rằng bên Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo Nguyên Thủy với Đại nói rõ là trong Kinh Tạng Pali đó, thì thường nói đến cái sự kết hợp giữa chỉ và quán là một sự kết hợp vi diệu. Có phải như vậy không? Bên kinh điển Pali có nói đến sự kết hợp vi diệu giữa bi và trí không? Hay là Đại chỉ nói đến thường là nói đến chỉ và quán? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Quyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô tham mô sân khai dạ sư phụ tỷ siêu thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tân, thượng tọa minh hạnh, đức nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Một lần nữa quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ con cảm ơn thượng tọa. Có thể nói rằng trên cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa thì người ta nói trên cái bi và trí, cái diệu dụng đúng như vậy đó. Cái diệu dụng thì đưa đến cái chúng ta tạm gọi, tức là từ cái đưa tới cái bi, cái trí đó
mà nó dẫn tới cái rất sự người có cái thì người đó nó chỉ là như thế trên tinh thần của đại thừa, nhưng điều mà cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì nó lại khác hơn, nhất là cái điển Bali thì phân tích rõ cái bi, cái metta karuna mudita, nghe cả metta karuna mudita với khang nó là một phần ở trong thiền samatha. Và thiền samatha này nó có nhiều chứ không phải nó chỉ có một cái, là cứ gọi là giữ cái ý đó là tức là nó chứ còn chúng tôi chưa có đọc, chưa thấy coi như là kết hợp cái bi và cái trí. Mà có nói như thế này tức là thí dụ như bây giờ chỉ thiền chỉ là thiền chỉ, thiền quán là thiền quán, thiền quán thì lấy định làm gốc, theo thiền chỉ thì lấy định làm gốc, thiền samatha đó thì lấy chỉ làm nền tảng làm gốc, còn thiền quán thì lấy trí tuệ làm nền tảng. Trạch phân là khi chúng ta chưa nhưng thuyết nó cũng có mãnh lực để mà dẫn đến các chúng ta tạo tức là tâm đầy tâm thiện, nó dẫn tới cái tâm thiện siêu thế để mà chứng đắc hay là thấy niết bàn, hoặc chứng đắc niết bàn. Hay một người mà chứng đắc đạo quả ở đó, người đó phải xuyên qua cái quyết phần định này, quyết trạch phần định này là có khả năng chứng sơ thiền. Trên cái tâm định mà chánh định hợp trong bát chi đạo đó thì chánh định nó có khả năng như là một vị chứng đắc sơ thiền, cho nên gọi là quyết trạch phần định ở chỗ này. Nếu chúng ta học về diệu pháp chúng ta sẽ hiểu ở chỗ này. Thì biệt rõ thiền nhận ngay chỗ chúng ta nói định là định mà tuệ là tuệ thì nó là một chuyện là phải nói rằng là rất là ở một góc bề thôi, nhìn một hướng thôi. Cũng như ở trong tam học giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, thì ở đây cái định này là cái định của, kính thưa quý vị, đó cũng quyết trạch phần định này. Đó. Phải có cái chứ, nếu mà chúng ta nói để mà chúng ta tức là trên cái lý của đại thừa đó nắm một biên bờ thôi mà người ta phát triển ra, người ta phát huy ra, thì như vậy thì nó cũng hơi đi xa, nó cũng hơi đi rất là xa. Bởi vì tuy rằng là giới năng sanh định, năng sanh tuệ, nhưng cái định đó là phải xác định rõ ràng cái định như thế nào. Chứ còn không thể nào mà định thì phải nguồn nền tảng và kết quả của nó là chứng đắc các tầng thiền. Mà chứng đắc các tầng thiền, cảnh giới của nó sanh về cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Đó là giá trị khẳng định chứ không có thể đổi trắng. Còn ngược lại, về cái thiền quán thì cái thiền này chấm dứt sinh tử, cho nên ở trong cái phần mà chúng ta vừa nghe giảng qua đó, cái chỗ mà cái quyết định phần định đó, thì đây chính là một cái điều hết sức là nó yếu tố rất quan trọng. Bởi vì chính đây tức là cái cái thiền định này nó làm cơ sở để đắc chứng cái thành đạo hay là vị hành giả chứng đắc sơ thiền sau khi an trú sơ thiền với tuệ quán yểm ly mà nhàm chán thì ở đó chính là cái gì, hướng đến ly tham, nhàm chán các cái dục, coi như sợ hãi các dục vậy, an trú vào niết bàn, chứng đắc thánh đạo,
đấy là, và cứ như thế thì chúng ta thấy cái việc chứng đắc á, nó tiến tới thì nó cũng có một cái sự yểm trợ một cách rất là mạnh mẽ của cái chánh định, chứ không phải là không. Thì chỉ là một cái chánh định ở trong, nó mang tính chứng đắc thiền, chứ không phải là yếu tố metta karuna, tức là tâm bi, tâm từ, tâm bi, bi trí, rồi là chúng ta lại là thể nhập, chúng ta lại là đầy đủ được tốt đẹp, vân vân. Thì cái điều này, đây là cái điều mà chúng ta cần phải xét lại. Cái chuyện mà từ bi hỷ xả metta karuna mudita upekkha, tức là từ bi hỷ xả đó, thì cái này nó chỉ đưa đến cái kết quả của các tầng thiền thôi, hay các cảnh giới, các cái thiền mà đưa về cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới vân vân. Thì ở đây mà đặc biệt tức là vô sắc giới, còn cõi sắc giới thôi, chứ còn các cõi vô sắc giới thì nó có cái đề mục tu chứng riêng rồi. Thì chúng ta thấy, nói một cách có sự phối, không phải là cái lý chúng tôi nói, mà phải đại hùng, đại bi, đại trí, đại dũng, hoặc là bi trí dũng mà nó có mặt xuất hiện, thì cái đó nó một cái lý khác nữa nha. Còn cái bi, cái trí, cái bi, cái trí, cái dũng thì nói như vậy thôi, thì chứ không phải là như cái điều mà chúng ta như ý được. Vì vậy cho nên cái tính lý đại thừa đó, nó là một cái điều mà nhiều khi chúng ta phải có một sự suy xét kỹ lưỡng, chứ không phải là muốn nói như thế nào thì nó giải quyết như thế đó. Giữa cái tâm cái như là sở hữu bi tỳ hỷ nó khác, mà sở hữu trí tuệ nó khác, thì nó cũng thuộc về tịnh hảo, sở hữu tốt, tâm để đưa đến cái sự tu tập, nhưng cái hướng tu tập và kết quả của tu tập nó đều khác nhau. Cho nên đó là cái sự diệu dụng của khả năng bi và trí có giống hay chỉ và quán bi trí dũng của này, cho chúng ta nghe chúng ta hiểu như vậy thôi, chứ quả thật nếu khi mà vào mà chứng đắc, khi mà vào mà sát trừ, khi mà vào mà thành tựu, khi mà vào tu tập mà được thành tựu, thì phải chỉ có một phần thôi trong cái quyết định phần định này, để chúng ta đoạn khổ diệt khổ. Thì thật sự nếu nó vi diệu thì quá là đặc biệt luôn, chứ chúng ta không nói từ vi diệu mà kết hợp một cách, tức là nói hiểu coi như là hiểu như bát nhã, hiểu cái tánh không không vậy đó, coi như là nó rất là cao à, nó thâm sâu à. Cái lý Phật pháp, cái sự tu tập đứng ngay khi chúng ta đã thành tựu chứng đắc đạo bàn, thì cái đó vi diệu trên cả vi diệu, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Thì đây chính là cái, còn cái kia điều mà chúng ta nói bằng cái sự suy tư, bằng sự suy nghĩ, bằng một cái mà chúng ta biết là những cái câu chuyện nhà thiền, hay là bằng một cái ý niệm tu tập gì đó mà các vị đó để lại câu chuyện, là câu chuyện để khuyến khích, câu chuyện để mà khuyến tu, câu chuyện này nọ đó, thì cái đó chỉ là một chuyện, là một chuyện khác nữa. Về kết bạch thượng tọa thì con xin khẳng định rằng là trên nguyên tinh thần mà Phật pháp á, nếu mà thành tựu và cái để thành tựu được cái sự tu chứng của thiền chỉ và thiền, để đưa đến kết quả tốt mà đạt được thành tựu thì nó quá vi, cái mà vi trên cái lý sự thôi, mà nó lạ ngay, mà nó cao. Thế mà một điều rất là nhỏ ở trong cái sự tiến trình đoạn khổ diệt khổ, hay hoặc tiến trình của thiền quán. Và con xin có đôi điều trả lời như vậy, nếu có gì cũng có thúc. Con kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ cái trình thì tạo tuyệt viện. Đại Đức Minh Thông có thể có mặt ở trước máy không? Nếu được, Đại Đức Minh Thông hoàn thành trả lời cho cô thưa luật sư. Đại Đức Minh Thông thường chúng ta nghĩ là hãy mình một khi đã đạt đến chỗ cao quý rồi thì rất là khó khăn để mà mình có thể trở lại. Nhưng mà tại sao có những trường hợp mình đã đạt đến chỗ rất là cao quý, rất là tốt rồi,
mà mình lại thối thất, mình lại trở lại cái tầm thường. Xin Đại Đức Nguyên Thông chia sẻ về cảm nghĩ về điểm này. Xin Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con niệm Nguyện Thông, con xin có đáp án cho câu thảo luận số 5 hỏi rằng tại sao chúng ta có thể bỏ những gì cao quý để trở lại những cái tầm thường? Kính thưa Sư Phụ, cái câu này thì con hiểu rằng trên thế gian này nếu nói cái mà gọi là cao quý đó, là cái từ ngữ cao quý nên nó áp dụng cho cái thế gian này, trong cái đời sống này. Còn trong cái paramita sắc giá đó, ta là cái sự mà chân thật mà cao thượng, thì đó là cái sự giải thoát thôi. Thì đó là cái sự giải thoát khỏi cái trần lao này, cái sự mà sanh tử luân hồi này. Mà nói để trở lại cái tầm thường đó, thì dùng cái từ ngữ đó con nghĩ là cũng hơi là gượng ép. Nhưng mà cái bỏ cái cao quý để trở lại tầm thường đây thì nó có hai nghĩa. Thì con nghĩ đó là đối với cái người tu học thì họ bỏ những cái cao quý như là vàng bạc, là đồ vật hiếm hoi của trần gian này, thì cao quý đó để trở lại cái tầm thường. Là cái tầm thường ở đây đó là với cái nhìn của những cái người mà tu hành hay giác ngộ đó, thì giữ cái tầm thường ở đây đó, thì con có thể là nghĩa là cái gượng ép. Nhưng mà để nói cái chữ chân thật, cái chữ thân chân thật trong chân lý, thì đó sẽ gọi cái tầm thường đó. Thì chữ tầm thường ở đó đó mà mình gọi nói là ở trong room này thì mình phải hiểu là cái mục đích tu hành của những người đệ tử Phật để trở lại cái sự tầm thường, sự bình dị. Mà cái tầm thường này là tầm thường trong cái paramitta sắc giá, là cái sự thật tuyệt đối. Thì như vậy thì chỉ có những người hiểu cái sự thật tuyệt đối hay là cái giá trị của giáo pháp hay là giáo pháp của Đức Phật, thì cái đó gọi là con nghĩ rằng cái đó thì gọi là cái sự thật siêu thế gian. Một cái sắc giá là cái sự thật mà paramitta, tức là đã siêu thế gian. Một cái sự thật siêu thế gian, tức là sự thật mãi mãi trường tồn, tức là cái sự thật siêu thế gian này, tức là sự thật này nó đúng hồi xưa, đúng bây giờ, đúng ở trần gian, đúng trên thiên giới và đúng ở địa ngục. Thì cái đó gọi là paramitta sắc giá. Chứ chẳng có những cái mà đúng ở Việt Nam mà không đúng ở Mỹ, mà cái đúng ở Tây rồi không đúng ở Việt Nam, thì cái đó gọi là bên nhát tí sắc giá. Thì cái đó là cái gọi cả thế gian này. Có thể ở Việt Nam thì khác Pháp, Việt Nam thì ăn mắm, bên Pháp thì đang ăn fromage. Thì cái đó là hai cái khác nhau. Và đối với những câu hỏi số 5 này, tại sao chúng ta có thể bỏ những gì cao quý để trở lại những cái tầm thường? Bởi những cái gì gọi là cao quý ở thế gian này thì nó có thể bữa nay là cao quý, ngày mai nó không có cao quý. Còn những cái mà gọi là tầm thường là những cái mà những người đệ tử Phật thấy rằng những cái tầm thường này là cái này có thể giúp cho chúng ta mãi mãi tồn tại trong thế gian này bằng cái tâm giác ngộ. Chớ Đức Phật đã giảng dạy chúng ta rõ ràng rằng một cái vị Phật đúng nghĩa của nó là một vị Phật mà không có cái thân xác bằng thân thể của chúng ta. Cái thân xác, cái body của chúng ta đó, cái physical body của chúng ta, là cái thân thể vật chất của chúng ta đó, là những thân thể này sống nhiều lắm là 100, 125 tuổi rồi sau đó có tàn hoại. Còn cái bị một vị Phật đúng nghĩa của nó là cái tâm giác ngộ của người hành giả đó, dứt bỏ hoàn toàn tham sân si. Vì vậy hồi nãy con thấy cái câu 2, câu 3, câu 4 gì đó thì có nói là có những cái mà người hành giả đó phải là thấy biết. Là vì những cái thấy biết của cái sự mà giác ngộ thì nó không có tùy thuộc vào cái thân thể bằng xương bằng thịt của chúng ta, mà cái đó bằng cái trí tuệ của chúng ta. Mà khi mà trí tuệ của chúng ta đã thấy được cái giáo pháp
thấy được cái giáo pháp là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái chân lý đó là gì? Chân lý đó thì ở trong cái cảnh giới trần gian này, thì cái chân lý đó là phải vô tham, vô sân, vô si. Là bởi vì khi mà người nào còn tham sân si, là cái tham sân si đó là đại diện cho cái mà thân thể bằng xương bằng thịt của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si, thì cái thân thể này có cũng như không, mà chúng ta không có cần thiết của nó. Và khi mà không có ta tham sân si rồi, thì cái thân hoại mạng chung này, thì chúng ta vào vô duy niết bàn, tức là một cái niết bàn mà không còn thân thể bằng xương bằng thịt này. Thì cái mà trở lại tầm thường này là cái mà chúng ta trở lại cái bản gốc của chúng ta, là cái sự giác ngộ. Mà sự giác ngộ này chỉ có cái tâm giác ngộ mà không có cái thân của đó. Thì cái đó là Đức Phật giảng dạy là đó là một vị Phật, đúng nghĩa của nó là một vị Phật không có cái tâm bằng xương bằng thịt này. Và người này mà thấy được cái điều này thì mới có thể hiểu được câu thảo luận số 5. Tại sao chúng ta có thể bỏ những gì cao quý trở lại những cái tầm thường? Bởi vì những gì cao quý là cao quý đối với thế gian, là những điều đó là cái mà gọi là bị tạo. Là cái bị tạo đó phải là luôn luôn là vô thường. Mà những cái gì vô thường mà đối với chúng sanh ở trần gian này thì là đau khổ. Cho nên Đức Phật giảng giảng là thế gian này là vô thường, là khổ và vô ngã. Tại sao vô ngã? Là bởi vì trong thế gian này không có cái entity. Cái entity là cái bản chất của một sự vật để mà nó giữ cái sự vật đó tồn tại mãi mãi. Thì cái bản chất đó ở trên trần gian này không có. Vì vậy cho nên cái mà để làm cho cái điều gì đó, nó là một cái điều gì đó, là đó cái bản tánh của cái sự vật đó, nó khiến cho chúng ta phải gọi cái đó là cái nhà, chứ không phải gọi là cái đó là cái lu nước được. Mà cái lu nước là cái lu nước, là cái nhà là cái già đó. Mà tất cả những cái điều đó là ở trong trần gian này đều phải biến hoại. Cái nhà là 100 năm, 200 năm, 500 năm là biến hoại. Mà cái lu nước cũng vậy. Mà tất cả những sự việc trên trần gian này là đều biến hoại, cho nên gọi là vô thường. Tất cả mọi vật đều vô thường ở trần gian này. Kính thưa sư phụ, là bởi vì những ai mà hiểu rõ được cái bản chất của thế gian này và cái căn bản để thoát khỏi cái thế gian này thì mới có thể bỏ được những gì cao quý để trở lại những cái tầm thường. Kính thưa sư phụ, đó là những suy tư của con trong cái câu hỏi số 5. Con xin trao mái là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con chưa biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Thưa quý vị, còn ít phút chúng tôi xin được chia sẻ bài diễn về bài học ngày hôm nay. Như tất cả chúng ta đều biết, định đó không đơn giản là sự tập trung tâm thường, mà chỉ định ở đây là một cái khi mà gọi là samadhi, đã đến chỗ samadhi thì một định chuyên nhất, một định mà có chiều sâu, một định là có cái kiên cố. Nhưng mà ngay cả trong định đó, thì nó rất khó để chúng ta hiểu tại sao mà có những thứ định nó có thể thối thất. Dạ, có thể thối thất, tức là từ cái trạng thái chúng ta nói một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh chẳng hạn, có tầm của tứ như là sơ thiền, mà nó có lại có thể thối thất ngay cả một vị mà đắc tứ thiền của thần thông. Thì thưa quý vị, nó tương tự như là chúng ta nghe một vài trường hợp có những người họ đạt được cái địa vị rất là cao, đạt địa vị rất là cao như là tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại có những cái thú vui rất là tầm thường, và do cái thú vui tầm thường đó họ lại bị rơi vào những cái hệ lụy. Thì nếu một người mà chúng ta nói là một cái người mà muốn trở thành một vị tổng thống thì chắc chắn là họ phải cẩn trọng, họ biết biết đầy đủ lắm, họ biết làm thế nào để giữ cái vị thế của họ, họ có thừa trí khôn ngoan mà. Nhưng mà do cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp, một số những cái dục vọng nó trỗi dậy. Ở đây thì
Chúng ta đặc biệt đề cập đến một thứ mà nó dễ làm cho chúng ta thối thức, đó là ngã tính. Thực ra điều mà Đạt Đa đó là một vị tu hành rất là cao, đến nỗi mà ngài Xá Lợi Phất ngài cũng khen thời gian ban đầu vào tu. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lại có một cái chứng bệnh mà chúng ta là do cái tiền khiên nghiệp trong quá khứ, đó là cái sự ganh đua với Đức Bồ Tát, luôn luôn ganh đua với Đức Bồ Tát. Và khi Đức Đại Bồ Tát mà ngài thành Phật rồi đó, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta Phật Ca Mâu Ni đó, thì thứ vị Đề Bà Đạt Đa lại có một cái bị một cái ngã chấp, mà cái ngã chấp này rất là khó để mà mình hiểu được. Thí dụ Đề Bà Đạt Đa thấy Đức Phật được cung kính lợi đắc, được đệ tử, thì Đề Bà Đạt Đa cũng có tâm ganh ghét và cũng muốn mình phải hơn thua với Đức Phật như vậy. Cái đó là do cái nghiệp ở trong quá khứ. Và đây là một cái điều rất là khó nói. Thật ra Đề Bà Đạt Đa không phải là đơn giản là vì muốn được cúng đồ ăn, muốn được y áo tốt không. Đề Bà Đạt Đa luôn luôn thấy rằng nó có một cái gì đó mà mình muốn bằng Đức Phật, muốn vượt qua Đức Phật. Dĩ nhiên Đề Bà Đạt Đa không có khả năng đó. Không có khả năng đó. Do vậy dẫn đến chỗ là Đề Bà Đạt Đa đã dùng thần thông để khiến cho vua A Xà Thế tin phục. Và từ chỗ tin phục đó, Đề Bà Đạt Đa đã muốn xây dựng một cái vị trí, một cái vị thế đối lập với Đức Phật, để hơn được Đức Phật. Thậm chí nói Đức Phật là giao cái quyền chưởng quản tăng già lại cho Đề Bà Đạt Đa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái ngã tính nó dễ sợ lắm. Cái sự chấp ngã dễ sợ. Con người có nhiều khi vì cái sự so đo, và vì mình muốn hơn người khác, mà mình không có khả năng đó, nhưng mà mình muốn hơn người khác, trong đó tạo ra những vấn đề như vậy. Rồi một điểm khác mà chúng ta thấy ở tại đây, đó là sự dậm chân một chỗ, là cái trạng thái mà rất nhiều người trong chúng ta tự mãn, tự phụ, tự thị với cái gì mình đạt được. Và đa số chúng ta đều vấp phải điều này. Người ta nói rằng cái người mà níu chân lại để chúng ta không đi tới, không tiến bộ được, là bản thân của chúng ta không có gì khác. Thật sự mà nói đó, như chúng tôi sống ở tại Mỹ, có nhiều người Việt Nam mà trước kia mà qua bên Mỹ đó, thì họ rất là chịu khó đi học tiếng Anh, hội nhập với cái văn hóa ở Mỹ, và họ trở thành một người Mỹ gốc Việt cũng tương đối là có cái trình độ văn hóa. Nhưng mà lớp sau này, thưa quý vị, lớp sau này những người Việt Nam mới qua thì họ gặp phải một cái trở ngại rất là lớn, là rất là dễ đi làm và làm có lương cao. Chúng tôi lấy ví dụ như là làm nail chẳng hạn, làm nail là một cái nghề mà đôi khi vào làm mà được việc còn hơn là tiền kỹ sư ở đây nữa, và lương tiền nhiều chứ không ít. Thì cái đó nó cũng là cái tốt đó là mình làm ra tiền. Nhưng mà do làm ra tiền đó thì người ta không chịu học tiếng Anh thêm nữa, người ta không chịu tìm hiểu văn hóa thêm nữa, họ không chịu hội nhập hơn nữa, chỉ dùng đồng tiền để giải quyết tất cả. Mình cần tiền, mình thuê Việt Nam, mình cần tiền, mình người ta sống thoải mái ở xứ này. Hay là có một số quý thầy, phải nói thẳng, quý thầy qua bên Mỹ mà quý thầy có cái dòng tụng kinh rất là tốt, thì quý thầy các chùa được cũng nhờ đi tụng kinh, làm việc được, có tiếng tâm cũng nhờ đi tụng kinh. Nhưng mà rồi cả cuộc đời chỉ đi tụng kinh thôi, để tụng kinh nắm tay làm vị thầy cúng thôi. Thì chúng tôi muốn nhắc những chuyện này để mình thấy rằng đôi khi có những cái nó được á, mà cái được đó nó lại giam chân mình một chỗ, nó không cho mình đi xa hơn. Cái đó là cái vấn đề của cuộc sống. Chúng ta bị rất nhiều những chuyện như vậy, là cảm thấy đủ, cảm thấy tự mãn. Và do cảm thấy tự mãn đó thì không thể cho chúng ta đi xa hơn. Và mình nói người khác thì mình dễ, nhưng mà nói bản thân của mình thì khó. Bản thân mình rất là khó. Đến nỗi mà Ngài Anuruddha, khi mà Ngài nói với Tôn giả Xá Lợi Phật, thưa Tôn giả, tôi có thể nhìn thấy
một càng thế giới. Nhưng mà tuy vậy tôi không giải thoát, thì Tôn giả Sở Lợi Phất ngài có nhắc một điều, đó là khi mà Tôn giả nói rằng, thì khi mà hiện giả nói rằng hiện giả có thể, tôi có thể thấy một ngàn thế giới, đó là cái mạng của hiện giả, mạng ở địa lực, như mạng tôi có thể làm như vậy. Cái mà mình nhìn lại chính mình rất là khó. Quý vị biết là một vị có thiền chứng, có thiên nhãn như là ngài Anuruddha, mà có một cái điểm nhỏ thôi, một điểm nhỏ thôi, tôi có thể làm thấy như vậy được, thì mình không tiến lên, không tiến bộ được. Phần lớn chúng ta hay bị cái này, nó giam chân cột chỗ. Và thưa quý vị, một cái khả tính khác mà chúng ta thấy trong bài học này đề cập đến là mình nói cái khả tính thối thức, khả tính dậm chân, còn nói khả tính tiến bộ. Khả tính tiến bộ tức là một con người có yêu cầu cao hơn và tác ý đến cái cao hơn. Lấy ví dụ như là mình luôn luôn có cái đòi hỏi chính mình là mình không thể dậm chân một chỗ, mình không thể sống như vậy hoài. Một con người mà thứ gì đôi khi mình qua xứ người rồi mình học được sinh ngữ, học được sinh ngữ xong mình nói chưa học sinh ngữ mình phải có cái trình độ, mình vào trong đại học học trình độ học xong rồi mình phải có cái tay nghề vững chắc, rồi mình phải có một cái kiến thức tương đối khá, luôn luôn có cái đòi hỏi như vậy con người mình đi tới. Thì ở đây nó cũng là một cái tố chất, cái tố chất của một người mà lúc nào cũng cải thiện, lúc nào cũng đi tới. Cái trong cuộc sống mà mình mới gặp một người mà khó phân biệt, nhưng mà mình sống lâu á, thì mình thấy rằng có hai hạng người. Một hạng người đó là được một chút là thấy là bằng lòng rồi, cảm thấy vui, cảm thấy mình hãnh diện rồi. Nhưng mà có những người họ không bằng lòng với như vậy, và luôn luôn muốn học thêm, luôn luôn muốn cải thiện, luôn luôn muốn làm thêm. Thì cái này đó nó lại là một cái tố chất giúp cho chúng ta đi tới, không có tự mãn. Đó là một cái tố chất, một cái tạo nên cái khả tính tiến bộ. Và cái khó nhất đó là cái quyết trạch, một cái quyết trạch phần ở đây chúng ta nói là cái khả năng quán chiếu cái mà mình đã chứng đắc, và trong sự quán chiếu đó mình nhận ra cái tánh hư ảo, tánh vô thường. Về điểm này thì nó cũng hiếm khi một người mà sống ở trong danh lợi mà không có nhiễm, một người mà sống ở trong nhung lụa mà không có đắm nhiễm nhung lụa, sống ở trong bùn mà không hôi tanh bởi bụng. Phải nói rằng đa số chúng ta khi mà đạt được một cái địa vị, đạt được một cái vị thế cao trọng, đạt được cái gì đó, thì chúng ta thường dùng cái đó để làm cái niềm vui, làm hạnh phúc hơn là cái khả năng quán chiếu. Nhưng mà nếu một hành giả tu tập và trong cái định nó còn có cái niệm, và cái tố chất cái niệm, niệm là cái khả năng lẳng lặng nhìn, và trong cái khả năng lẳng lặng nhìn vì nó còn hiểu được sự sanh và sự diệt. Ở trong cái khả năng hiểu được sự sanh và sự diệt á, vị này thấy được ngay cả cái những bậc đại sĩ mà như là Đức Phật và các đại đệ tử, thì các ngài đều hành trình qua những cái cao điểm, những cái thành tựu rất là to lớn. Nhưng mà đặc biệt là các ngài không bao giờ dừng chân ở đó. Lấy ví dụ như là Đức Bổn Sư của chúng ta, khi mà ngài đến với Uttakara Maputa hay là Arakalamara, hai vị thầy đầu tiên, một vị chứng đắc thiền vô sở hữu và vị chứng đắc thiền phi tưởng phi tưởng, rất nhanh chóng ngài cũng đạt đến
cái trình độ tương đương với hai vị thầy này. Và hai vị thầy này đã mời Thỉnh Ngài ở lại cũng để đồng lãnh đạo hội chúng, hướng dẫn hội chúng tu tập. Tức là xem Đức Bồ Tát ngang mình ở trong sở đắc sở chứng. Nhưng mà Đức Bồ Tát này không, Ngài không dừng lại ở đó. Đối với đa số chúng ta đó, ra đi tầm đạo giải thoát mà có sự chứng đắc về tinh thần, nhất là ở đây thì vô sở hữu, thì phi tưởng, phi tưởng đó, mà lại trở thành một bậc đạo sư nữa, thì chúng ta hay nằm ở lại đó. Nhưng mà Đức Bồ Tát ý thức rất rõ, đây chỉ là trạng thái có cao siêu đến đâu đi nữa thì trạng có thái, có sanh, có diệt. Ngài chưa thấy rằng điều đó, đó nó giải quyết tận gốc tất cả mọi vấn đề của đời sống. Ngài chưa thấy điều đó, đó nó giải quyết cái gì là khổ, cái gì là nhân sanh khổ, cái gì là sự diệt khổ, và cái gì đưa con đường đến sự diệt khổ. Và Ngài đã tiếp tục lên được. Ngài đã không, Ngài đã từ chối ngai vàng, Ngài đã từ chối cái ghế của vị giáo chủ, và Ngài đã chọn ngồi ở trên ba bó cỏ tranh. Và trên ba cái bó cỏ tranh đó, Ngài đã thắp sáng được tuệ giác. Cái đó điều đó rất là hãn hữu, thưa quý vị, rất là hãn hữu. Ở trong muôn một chúng ta mới có trường hợp như vậy. Do vì hôm nay trong cái bài học này chúng ta nói về bốn cái khả tính của định. Mặc dù từ từ siêu nói rằng đó là một bài học mà nói về thiền chứng, nó cao siêu đúng như vậy. Nhưng mà bài học đó cũng có thể được suy nghiệm ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở trong hàng ngày chúng ta cũng có những khả năng thối thất, cũng có cái khả năng dậm chân, cũng có khả năng tiến bộ, và cũng có khả năng chúng ta học khôn từ những cái thất bại và thành công đó. Có nhiều người thưa quý vị, họ làm được việc nhưng mà chỉ được một lúc rồi lại lui sụp. Có những người làm được việc nhưng mà họ chỉ dậm chân một chỗ và không đi tới được. Có những người làm được việc mà có khả năng tiến bộ, nhưng mà ở đây cái người siêu việt hơn hết đó là những người có thể học được những bài học quý giá từ trên sự thành công và thất bại của mình, cũng như một vị có thể thắp sáng tuệ giác. Thì bây giờ chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chi vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thuộc hồn thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Như Quỳnh đấy, kinh dùm Như Quỳnh đấy. Yang kincik pusala kamang kapa pangiri yang memakai nama zaman sabila sesukatan katang yesa kata sanyido ati yesa kata sanyido katang gunya kawang mayang sapi paki pawantute yesang katang suri tang gunya kawang mayang yesa. Thank you.